Hướng dẫn cắt bốp Classic số 5. Đầu tiên chúng ta sẽ phân khu như ở trên video. Sau đó chia hình chữ A từ điểm đỉnh gáy xuống phần sau tai. Bắt ngang lên 180 độ, xác định độ dài bấm bằng. Hai bên tương tự. Để rơi tự nhiên bấm độ dài gáy. Đường cắt ngang. Zone 2 từ điểm vàng đến điểm đỉnh tai. Chia dọc bắt lên 160 độ. Dựa zone 1 cắt vuông góc với mảng tóc. Section 2 trải về 1 dựa 1 cắt. 3 trải về 2 dựa 2 cắt. Hai bên tương tự. Kỹ thuật convex góc độ 160 hình khối vuông. Sau đó để rơi tự nhiên bấm bằng viền gáy. Bài này phù hợp với chất tóc dày. Zone 3 chúng ta sẽ ngắt kết nối với zone 2. Zone 3 trải xuống 0 độ bấm bằng viền gáy. Các bạn muốn cắt theo thì phải hiểu qua về góc độ, kỹ thuật và hình khối. Hoặc học qua một khóa cắt nữ tiêu chuẩn level 1 thì mới cắt theo được. Chia ngang, viền trước trải ra sau tai, bấm bằng viền gáy. Trải rơi tự nhiên bấm đường bằng. Bắt lên 180 độ bấm ngang. Đỉnh trước để rơi tự nhiên bấm bằng viền trước. Hai bên tương tự. Phần viền trước sử dụng kỹ thuật convex hình khối vuông. Phần đỉnh trước ngắt kết nối với phần viền trước. Sử dụng kỹ thuật cắt line, cắt 0 độ hình khối vuông. Chia hình tăng.